tập hợp các hàm na.quote sẽ trả về là cái thông tin giao dịch của mã cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Ở đây chúng ta có thể thấy nó có các cái hàm như sau. Chúng ta có thể lấy về số lệnh đặt mua này, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài thì có khối lượng mua và khối lượng bán bên dưới, giá trị bán, giá trị mua, khối lượng đặt, khối lượng đặt mua ở đây, khối lượng đặt mua, và đây là cái room nước ngoài, cái thời điểm mà chúng ta lấy các cái giá trị lên công ty. Đây là ba cái giá đặt bán và ba cái giá đặt mua: giá tham chiếu, giá trung bình, giá trần, giá close. Này thì thực ra nó cũng tương đương với lại cái giá hiện tại, tuy nhiên nếu như mà vào cuối phiên thì nó sẽ chính xác là cái giá đóng cửa. Last này là cái giá hiện tại, nếu như các bạn lấy giá hiện tại thì tốt nhất là lấy giá này. Thay đổi giá của cổ phiếu, lấy giá sàn, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa, thay đổi của cổ phiếu theo phần trăm. Đây là các khối lượng đặt bán ở ba giá, số lệnh đặt bán về khối lượng đặt bán. Đây là thời gian mà cập nhật giá lần cuối, khối lượng mua chủ động và khối lượng bán chủ động, tổng số lệnh khớp và tổng giá trị khớp, tổng khối lượng khớp cũng như là cái khối lượng của lần khớp cuối cùng. Chúng ta sẽ lấy một số các giá trị, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì vì chưa bắt đầu phiên giao dịch thì nếu như các bạn lấy các cái giá trị này thì nó sẽ là của ngày hôm trước. Hoặc là nó sẽ là các cái giá trị khởi tạo đầu ngày thì hầu hết sẽ là bằng không. Nhưng đến khoảng 9 giờ thì là bắt đầu có lệnh đặt, thì đấy các bạn sẽ nhìn thấy các cái khối lượng đặt cũng như là các cái giá đặt. Nhưng mà các cái giá trị liên quan đến các lần khớp thì các bạn sẽ chưa thấy ở đây. Lấy ví dụ, lấy với một cái mã như là ACB chẳng hạn. Đây thì các bạn sẽ thấy rằng cái khối lượng khớp thì tất nhiên là bằng không, vì nó chưa khớp được lần nào, chưa phiên giao dịch. Nhưng đến khoảng 9 giờ 15 thì có cái lần khớp đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy khối lượng khớp ở đây.